quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến 16 giờ chiều ngày 2 tháng 10, vị trí tâm bão số 5, bão Creton, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 14, tương đương 150 đến 166 km/h, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Theo dự báo hiện tại, bão Creton không có khả năng ảnh hưởng đến vùng biển ven bờ và đất liền nước ta. Cũng chiều cùng ngày, cơ quan khí tượng trên thông tin, hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 15 đến 20 độ Vĩ Bắc, nối với cơn bão số 5. Cơ quan khí tượng dự báo, rãnh áp thấp chưa có khả năng mạnh lên thành vùng áp thấp hay áp thấp nhiệt đới. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, rãnh áp thấp có trục qua Trung Bộ nối với cơn bão số 5 Creton đi về phía Đài Loan Trung Quốc rồi suy yếu dần. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, rãnh áp thấp và bão số 5 sẽ gây ra mưa dông mạnh trên Biển Đông. Cụ thể, đêm mùng 2 và ngày 3 tháng 10, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, phía Bắc Vĩ tuyến 19, phía Đông Kinh tuyến 117,5 có mưa bão, gió mạnh cấp 9 đến cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 13 đến cấp 15, giật trên cấp 17, sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Cũng thời gian này, vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa rào và dông. Riêng đêm mùng 2, rạng sáng mùng 3 tháng 10, vĩnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Dự báo đêm 3 và ngày 4 tháng 10, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, phía Bắc Vĩ tuyến 19,5, phía Đông Kinh tuyến 118, gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, riêng phía Đông từ 3 đến 5 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2, riêng vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Trên đất liền, các tỉnh thành miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên trời se lạnh về đêm và sáng, riêng vùng núi có nơi trời rét. Trong chiều tối và đêm, không khí lạnh tiếp tục khuếch tán vào sâu phía Nam, gây mưa to cục bộ, có nơi mưa rất to ở khu vực Thừa Thiên Huế đến Bình Định, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Từ ngày 3 tháng 10, mưa lớn giảm dần. Ngoài ra, chiều tối và đêm ở khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng cho biết, trong tháng 10, bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam có khả năng ở mức sấp xỉ đến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trung bình nhiều năm trên Biển Đông, 2 cơn, đổ bộ 0,8 cơn. Cũng trong tháng 10, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động gia tăng về tần suất và cường độ. Đáng lưu ý, đây là thời kỳ mùa mưa bắt đầu ở khu vực Trung Bộ, với khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức sấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Trung Bộ cao hơn từ 10 đến 30% trung bình nhiều nơi cùng thời kỳ. Sáng ngày 2 tháng 10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại khu vực Hà Nội, không khí lạnh tràn về, thời tiết nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 đến 22 độ C, vùng núi từ 17 đến 19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Ở Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 23 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 5 đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5 km/h. Không có khả năng ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền của nước ta. Hồi 4 giờ ngày 2 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 119,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15, tương đương 150 đến 183 km/h, giật trên cấp 17. Đến 4 giờ ngày 3 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h. Và suy yếu dần dần trên khu vực phía Nam Đài Loan Trung Quốc, sức gió mạnh nhất cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, vùng ảnh hưởng là phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 4 giờ ngày 4 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h, cường độ tiếp tục suy yếu dần trên vùng biển phía Đông Bắc Đài Loan Trung Quốc,
Sức gió mạnh nhất cấp 8, vùng ảnh hưởng là phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 4 giờ ngày 5 tháng 10, bão di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ khoảng 10 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông bắc Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Từ 72 giờ đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Do tác động của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, phía bắc vĩ tuyến 18,5 độ, phía đông kinh tuyến 117 độ, gió mạnh cấp 9, cấp 11. Vùng gần tâm bão cấp 13, cấp 15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8 đến 10 mét, biển động dữ dội, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm đều chịu tác động của dông lốc gió mạnh sóng lớn. Về tình hình mưa lớn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ 3 giờ 40 phút đến 8 giờ 40 phút ngày 2 tháng 10, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện thuộc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Cạn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An. Độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Riêng các tỉnh Lào Cai và Yên Bái cấp 2. Trên khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, từ 5 giờ 50 phút đến 10 giờ 50 phút ngày 2 tháng 10, tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến ở Hà Tĩnh từ 20 đến 50mm, có nơi trên 100mm. Quảng Bình mưa từ 30 đến 60mm, có nơi trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt tại các huyện Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, thị xã Kỳ Anh, Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, từ ngày 30 tháng 9 đến sáng ngày 1 tháng 10, trên địa bàn có mưa vừa và mưa to. Một số địa phương trong tỉnh tiếp tục xảy ra lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất ở một số tuyến đường gây ách tắc giao thông. Tại huyện Bảo Yên, sạt lở lớn đoạn km 79 quốc lộ 279 thuộc địa phận thôn Bản Bông 3, xã Bảo Hà diễn ra rất phức tạp. Bùn đất từ trên sườn núi chảy xuống lòng đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân. Tại km 78, đất đá sạt lở với lượng lớn đã lấp lòng đường, khiến giao thông qua đây bị chia cắt. Hiện đơn vị bảo trì đường bộ đang đưa máy móc đến các điểm sạt lở để dọn đường và khắc phục hư hỏng. Bí thư Đảng ủy xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Vũ Thị Tư cho biết, 3 ngày qua, trên địa bàn xã mưa lớn kéo dài, đặc biệt tại thôn Làng Nủ, nước suối đổ về rất lớn, tuyến đường chính vào nhà văn hóa đã bị cô lập. Bà Vũ Thị Tư cho biết thêm, khu vực tái định cư Làng Nủ hiện nay đã hoàn tất các thủ tục về bàn giao, đền bù cho các hộ dân tại khu vực đồi Sim. Đơn vị thi công đang nỗ lực tập trung nhân lực và máy móc san gạt, tạo mặt bằng sẵn sàng cho việc xây dựng các căn nhà cho người dân. Tuy nhiên, mưa lớn khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn. Tại huyện Bát Sát, mưa lũ đã làm 37 nhà bị ngập nước, xã Quang Kim 36 nhà, Bản Vược 1 nhà. Ngoài ra, mưa lũ còn gây thiệt hại về hạ tầng giao thông như đường tỉnh 155, đoạn qua xã Mường Hùm bị sạt ta luy dương gây chia cắt giao thông. Đường từ xã Trịnh Tường đi xã Y Tý, đoạn qua thôn Nà Lặc, Tùng Chỉn, xã Trịnh Tường đã bị lũ gây sụt sạt nhiều đoạn, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Tuyến đường từ thôn Nậm Tròn đi thôn Tả Câu Liềng, Xéo Phìn Than và Dìn Pèng, xã Cốc Mì cũng bị sạt lở nhiều điểm, với ngầm tràn Nậm Tròn bị trôi gây chia cắt giao thông. Đặc biệt khoảng 9 giờ ngày 1 tháng 10, đất đá từ trên sườn núi sạt xuống khu vực đối diện nhà điều hành của trạm thu phí BOT Lào Cai Sapa khiến đoạn đường này bị hư hỏng. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, Ban Quản lý Dự án đường BOT Lào Cai Sapa đã cho tạm dừng hoạt động trạm thu phí để di chuyển nhân viên đến nơi an toàn và tổ chức khắc phục sửa chữa.
Tại thị xã Sapa, mưa lớn đã làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở ta luy trên đường tỉnh 155 đoạn qua xã Ngũ Chỉ Sơn, dẫn đến tắc đường. Mưa lớn cũng khiến nước trên các suối dâng cao, địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua ngầm tràn khi nước chảy xiết và không đi gần bờ suối để tránh thiệt hại về người và tài sản. Tại thành phố Lào Cai, nước trên suối Ngòi Đum dâng cao khiến các khu vực gần suối dọc theo quốc lộ 4D thuộc địa phận phường Bắc Cường, Kim Tân và xã Đồng Tuyển bị ảnh hưởng, gây ngập lụt. Nước lũ do mưa lớn cùng với những thân cây gốc tre lớn mắc vào đã khiến cầu treo Bắc Cường tại thành phố Lào Cai bị vặn nghiêng. Một số mối buộc dây giằng cầu bị đứt bung, người và phương tiện không thể qua lại. Ngay khi có thông tin nước lũ dâng cao ảnh hưởng đến cầu treo Bắc Cường, lực lượng chức năng của phường đã có mặt kịp thời để hướng dẫn bà con căng dây cảnh báo nguy hiểm, đồng thời chốt chặn không cho người qua lại, tránh mất an toàn khi lưu thông trên cầu. Ngay sau khi mưa dừng, ngành giao thông vận tải tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo lực lượng thanh tra đến các điểm sạt lở để phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông cắm biển cảnh báo và tổ chức phân luồng giao thông, yêu cầu các đơn vị chức năng triển khai nhân lực, máy móc khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở để đảm bảo giao thông bước 1. 20 ngày rồi, con vẫn chưa tìm được bố. Đó là lời kể nghẹn ngào của em Hoàng Anh Quân, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai với các bạn học sinh thủ đô Hà Nội. Sáng ngày 30 tháng 9, em Hoàng Anh Quân, người làng Nủ có mặt tại trường trung học cơ sở Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Quân đặt chân đến thủ đô. Em Hoàng Anh Quân đang học lớp 8 trường tiểu học trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Em Hoàng Anh Quân là một trong số gần 70 học sinh của trường trở thành trẻ mồ côi sau trận lũ quét kinh hoàng tại thôn làng Nủ sáng ngày 9 tháng 9. Em Hoàng Anh Quân òa khóc khi nhắc về nỗi đau quá lớn của mình. Sáng hôm ấy, bỗng nhiên có một tiếng nổ to, sau đó thấy đất đá mù mịt từ trên đỉnh núi xuống. Con chạy đi và chỉ kịp hét lớn: "Bố ơi, chạy đi!" Chạy được một lúc, con quay lại nhìn thì cả nhà và bố đều đã mất. Đã 20 ngày rồi, con vẫn chưa tìm được bố. Dưới sân trường, những tiếng nức nghẹn cố nén lại của các em học sinh, các thầy cô giáo cùng các đại biểu. Bởi trong trái tim non nớt của Quân, em mới chỉ cảm nhận được nỗi nhớ nhung khi không thấy bố trở về. Em chưa thấy được khoảng trống mênh mông kể từ khi không còn bố cho đến hết cuộc đời. Thầy Phạm Đức Vinh, hiệu trưởng trường tiểu học số 1 Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết, nhà trường đã và đang nhận được sự giúp đỡ của nhiều cá nhân tổ chức. Hiện nay, nhà trường huy động học sinh ở nội trú tại trường để đảm bảo an toàn, thuận tiện trong việc đi học. Ngôi trường vừa mất đi 13 đứa trẻ sau bão lũ, hiện còn 7 em bị thương điều trị ở các bệnh viện. Thầy Phạm Đức Vinh nói, các thầy cô cùng phụ huynh thay phiên nhau ở trường buổi tối lo cho các em. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đang cố gắng khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, tổ chức lại hoạt động dạy học và tạo điều kiện tốt nhất giúp các em học sinh sớm ổn định tâm lý, vượt qua khủng hoảng. Câu chuyện của em học sinh Hoàng Anh Quân và người dân làng Nủ đã khiến đại biểu thầy cô giáo cùng 1.500 học sinh của 3 trường gồm trường Trung học cơ sở Cầu Giấy, trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Nguyễn Siêu và trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân xúc động. Em Phạm Vũ Hoàng Tôn, học sinh lớp 3, trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội nói: "Em rất thương các bạn trên miền núi bị ảnh hưởng do bão lũ vừa qua. Dịp Trung thu vừa rồi, trường em có tổ chức chương trình Trung thu yêu thương, quyên góp ủng hộ hướng về các bạn vùng lũ." Em Vũ Hoàng Yến, học sinh lớp 8, trường Trung học cơ sở Cầu Giấy cũng không kìm được nước mắt khi trực tiếp lắng nghe câu chuyện. Em Vũ Hoàng Yến bày tỏ: "Đây là một hoạt động ý nghĩa giúp chúng em càng hiểu thêm những mất mát khó khăn của đồng bào ta ở các địa phương." Cô Vũ Thị Ánh Tuyết, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đánh giá: "Đây là một hoạt động ý nghĩa mang tính nhân văn rất lớn, không chỉ về mặt hỗ trợ đồng bào sau lũ lụt mà còn góp phần lan tỏa, giáo dục tinh thần tương thân tương ái đến với các em học sinh." Cô Vũ Thị Ánh Tuyết nói: "Tôi đã thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt các em, cũng như các thầy cô giáo." Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đầu giờ chiều ngày 30 tháng 9, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Hà Giang đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở nghiêm trọng tại quốc lộ 2,
km 51 thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Nạn nhân được tìm thấy là anh TDD, sinh năm 1994, thường trú tại thôn Tân Mỹ, xã Việt Vinh. Được tìm thấy ngay tại vị trí sạt lở nhưng bị vùi ở dưới rất nhiều lớp bùn đất. Trước đó vào sáng ngày 29 tháng 9, anh TDD là người có mặt tại hiện trường vụ sạt lở đất đá trên km 51 quốc lộ 2. Trước khi xảy ra sạt lở, anh D livestream cảnh báo các phương tiện chú ý khi đi qua tuyến đường này. Video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận. Tại thời điểm trên, một số phương tiện đang lưu thông qua đoạn đường, anh D cùng một số người dân đã cảnh báo, hối thúc di chuyển nhanh trước khi sạt lở. Quá trình đang livestream, đất đá từ trên đồi cao đổ xuống vị trí trên. Trong đêm ngày 29 tháng 9, nhiều người dùng mạng xã hội tỏ ra lo lắng khi không liên lạc được với anh D. Đến nay, video ghi lại khoảnh khắc vụ sạt lở của anh D thu hút 12 triệu lượt xem. Anh TTD là nạn nhân thứ 3 trong vụ sạt lở nghiêm trọng đã được tìm thấy. Trước đó, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Hà Giang và các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cháu MTT sinh năm 2014 ở xã Đồng Tâm và chị TTH sinh năm 1971 trú tại thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh bị đất đá vùi lấp, đã bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương. Hiện vẫn còn 3 người mất tích, gồm NAT, sinh năm 1992, trú tại thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh. NVT, chưa rõ năm sinh, trú tại thôn Tân Tiến, xã Tân Quang. Và VTX, sinh năm 1970, trú tại thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh, mất tích do nước lũ cuốn trôi. Như đã đưa tin, vụ sạt lở tại km 51 quốc lộ 2, đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, vùi lấp nhiều người và phương tiện. Vụ sạt lở khiến 3 người tử vong, nhiều người mất tích. Công tác tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả vụ sạt lở nghiêm trọng ở huyện Bắc Quang vẫn đang được hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang và các lực lượng tại địa phương khẩn trương thực hiện. Liên quan đến sự việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký công điện số 101 ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Thủ tướng về việc khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở tại Hà Giang và ứng phó với nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét. Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, Bộ trưởng các bộ, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia. Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, vụ sạt lở nghiêm trọng tại khu vực km 51 quốc lộ 2 thuộc xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang vào sáng ngày 29 tháng 9 đã làm nhiều người thiệt mạng, mất tích và bị thương. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình bị nạn, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, lãnh đạo các cơ quan tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả và ứng phó với nguy cơ sạt lở. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời hiệu quả công tác khắc phục hậu quả và ứng phó nguy cơ sạt lở đất, trong đó tập trung tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn, đồng thời bảo đảm đời sống cho người dân. Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia điều phối huy động lực lượng phương tiện cần thiết, phối hợp hỗ trợ địa phương, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét theo quy định.